Xin chào anh chị. Hôm nay em Tân sẽ tiếp tục hướng dẫn lại cái cách lắp chi tiết cái mẫu xe là Mercedes G63, mã số của nó là S307, một trong những cái dòng xe G63 sang trọng nhất hiện nay nha anh chị. Xe này thì nó là phiên bản là bánh cao su 4 bánh nha anh chị, và nó khác với dòng xe 6 bánh nha anh chị. Hai dòng này thì cũng là dòng G63 luôn. Tuy nhiên mẫu xe nó sẽ có một cái thế mạnh riêng. Anh chị nào mà thích cái xe kiểu dáng xe sang thì cái xe S307 này là một trong những dòng là sang nhất như hiện nay anh chị đây. Ở phía ngoài của cái thùng xe nó có luôn cái hình ảnh cũng như là những cái logo và thương hiệu của xe Mercedes nha. Bây giờ anh chị cùng theo dõi chúng ta sẽ hướng dẫn lại cách lắp ráp chi tiết một lần nữa nha anh chị. Cái xe này nó to quá thì mình lật ngang qua nha anh chị. Sau đó thì mình bung cái nắp thùng ra. Dây rút ở đây dài nha anh chị, cái dây rút này nè, cắt để mình lấy cái dây tiếp tục của hai bánh sau nha. Có cái tay ở đây mình cắt bỏ tay luôn. Đang lật nghiêng như thế này thì mình sẽ lắp nghiêng luôn nha anh chị, chứ cái xe này lắp hướng nào cũng được hết. Trước khi mà mình lắp cái trục này vô, anh chị lắp cái phần ở phía sau này, anh chị có một cái này miếng nhựa để nó bắt ở bên dưới nha anh chị, miếng nhựa nha. Đây ở hai miếng nhựa này nó có hai cái bánh xe phụ. Hai cái bánh này nó có tác dụng là khi mà mình sử dụng hết điện thì ở phía trước đầu xe nó có một cái tay cầm và mình lôi đi nha anh chị, bằng hai bánh xe mình lôi đi nha. Còn hiện tại là mình không làm nha. Rồi mình lắp vô đúng cái vị trí, đây nó có sẵn những cái chỗ mình cần bắt ấp thì mình sẽ lắp bằng cái bít ba keo. Cái công đoạn nào mà quan trọng đó là em ta luôn làm rất là chậm nha anh chị. Còn những công đoạn nào là không quan trọng thì em ta sẽ tua qua hoặc là cắt sơ qua cho nó đỡ có tốn nhiều thời gian để mình xem cái clip. Cái tủ sách quay nha. Mong mình cho được cái bánh xe vô luôn. Anh chị chú ý nha, cái bánh xe sau á là nó có một cái khớp nối nha anh chị, đây còn bánh trước không có nha, khớp nối động cơ là nó bánh xe sau. Bánh xe này hoạt động qua hai động cơ, bên trong là cho một cái lông đờn, tiếp theo đó là một cái bánh xe và bánh một cái lông đờn như vậy. Cái bánh sau mình bạn hết cỡ cũng được nha anh chị, tuy nhiên cái bánh trước anh chị vặn vô mà mình chú ý là vặn vừa đủ thôi, để sao mà cái bánh nó vẫn còn xoay rồi nha anh chị, nghĩa là mình vặn chặt tay luôn nhưng mà cái bánh nó vẫn còn xoay rồi, tại vì nếu mình vặn hết cỡ thì nó kẹt luôn rồi, này nó xoay được luôn rồi, mình giả là đi tay có cái chớm thế này là ok nha anh chị. Đó.
đừng có lo lắng là mình sẽ không lắp được, hầu như mình xem theo clip thì nó rất là chi tiết rồi. Có nhiều lúc những cô chú lớn tuổi cũng có thể tự lắp được mà. Sau khi mình lắp bốn cái bánh xe rồi á, rồi mình sẽ lắp những cái phụ kiện khác lại nha anh chị. Em ta sẽ tiếp tục hướng dẫn cách lắp ráp những cái chi tiết khác nha. Đầu tiên là mình sẽ trước khi mình lắp cái yên xe thì mình sẽ lắp thứ nhất là cọc bình ắc quy, thứ hai á là cái rắc cắm của động cơ. Bây giờ em ta lắp vô luôn nha. Ở dưới nó có hai cái tắc chờ sẵn rồi nha anh chị, nó tốt luôn á, anh chị mình là mình cắm vào là ok liền nha. Đó, nó có một chiều một thôi nha anh chị, nên mình cứ yên tâm mà mình cắm vào. Rồi thứ hai nữa là nó có một cái cọc, một cọc bình ắc quy để mình lắp cho mình cắm vô cái bo mạch nha. Nó có đúng một phần một cọc thôi. Rồi sau khi mình lắp ok rồi á, cái xe này nó đang mở nguồn luôn, mình tắt nguồn mở lại nha, để mà chắc ăn có lắp cái cọc động cơ bị nhầm lẫn hay không á. Anh chị mình thử kéo cục số về phía trước và mình đạp ga, rồi nó chạy về phía trước là ok nha. Còn cái trong trường hợp á là mình kéo cục số về phía trước mình đạp ga mà nó giao lưu thì mình lắp ngược lại nha anh chị, này cũng đơn giản nha. Phải lắp cái này trước nha anh chị, tránh trường hợp anh chị lắp cho đã mấy cái này, lắp cái này là mình lắp không được rồi mình phải tháo ra nha, cho nên bây giờ mình lắp trước. Có hai tháo thôi mình bận vào. Nó cũng có khớp luôn nha anh chị, những cái khớp này mình lắp vô mình bắt để mình cố định lại. Cái cản xe này thì mình tắt ở phía trước nha.
remote nha anh chị. Phụ kiện của kèm theo xe thì gồm có remote nè. À, hai cái nút này nhiều lúc anh chị không biết lắp ở đâu hả? Nó chính là ngay cái cản trước nha. Nếu như mình không dùng cái cản trước á thì mình dùng hai cái nắp này để mà mình bịt cái cản, cái lỗ cản lại cho nó đẹp thẩm mỹ thôi. Còn hầu như là mình lắp cản mình bỏ đi luôn cũng được nha anh chị. Em ta cũng gửi kèm theo đó. Đây là hai cái gương chiếu hậu mình lắp vào. Lắp một phớt là sẽ quay cảnh lấy chi tiết xe để anh chị mình xem nha. Đây anh chị, khi mà mình lắp xong cái xe, đây, quay qua bên hông xe nha. Cái cản trước này anh chị, cái cản trước này mình tháo ra được nha. À, mình tháo cản trước thì mình lắp hai cái miếng nhựa vào phía trước đầu xe. Mở cửa nha anh chị. Này, thứ nhất là mình mở trên, thứ hai là mở dưới nha. Hai ghế rất là rộng nha anh chị, hai ghế riêng biệt luôn, mỗi ghế nó có một cái dây an toàn riêng nha. Đây. Từ ở trên vô lăng mình nhìn xuống nha anh chị. Cái ghế nó lệch có một bên cửa bên bên trái thôi, rất là thuận lợi cho nhà có hai bé nha. Còn đây chính là cái mặt, đây là cái mặt mặt nguồn nha. Nó có công tắc mở nguồn nè, tắc mở nè. Kế bên là có con thỏ với rùa là tốc độ nhanh chậm nè. Kế bên nữa là chữ B này là Bluetooth, là mình mở được nhạc qua điện thoại nè. Chữ F này là FM nha anh chị. Cái bóng đèn này công tắc tắt đèn mở đèn, chớp xi nhan luôn. Nhạc, qua bài nhạc hoặc là mình tăng giảm âm lượng nha. Hướng dẫn chi tiết cách lắp cái mẫu xe là G63, mã số là S307. Đây là cái quyển hướng dẫn cách lắp đặt chi tiết nha anh chị. Ốc vít thì nó dư rất là nhiều nha. Mình lắp ra mình thấy nó dư thì cũng không có gì mà mình phải thắc mắc là phải lắp hết nha anh chị. Chỉ có là mình lắp ra bị thiếu thì lúc đó thì liên hệ anh em sẽ hỗ trợ nha. Ok, rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Em Tân hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip. Em Tân sẽ hướng dẫn anh chị cách lắp ráp cái mẫu xe khác nha. Xin chào anh chị.